Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Angela Baby chính thức nói về tin đồn ly hôn và việc phân chia tài sản. Hơn một năm trở lại đây, mạng xã hội xứ Trung liên tục xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên Angela Baby và Quỳnh Hiểu Minh đã ly hôn, thậm chí cả hai đã phân chia xong tài sản. Phía Angela Baby cũng giành được quyền nuôi con. Trước những ồn ào này, phía đại diện của Huỳnh Hiểu Minh đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn không hề bị dập tắt. Trên mạng xã hội, người ta vẫn thấy Huỳnh Hiểu Minh chúc mừng sinh nhật bà xã. Thậm chí khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, cả hai vẫn khiến người khác ngưỡng mộ vì những cử chỉ âu yếm dành cho nhau. Tuy nhiên, Nestin vẫn cho rằng tất cả chỉ là một vở diễn để che giấu sự thật cặp đôi đã đường ai nấy đi. Mới đây, Angela Baby đã chính thức trả lời về những tin đồn ly hôn, phân chia tài sản và tranh giành quyền nuôi con với Huỳnh Hiểu Minh. Theo đó, nữ diễn viên Vân Trung Ca thẳng thắn cho biết, yêu đương thì người ta mong bạn chia tay, kết hôn thì người ta mong bạn ly hôn, không còn cách nào khác, dù là minh tinh cũng phải đối mặt. Cách đây không lâu, khi được hỏi về nguyên nhân tại sao không còn thể hiện tình cảm với bà xã như trước, Huỳnh Hiểu Minh đã trả lời rằng, tôi đã quen với việc bị mắng chửi nhưng không muốn Angela Baby bị ảnh hưởng. Có thể thấy vì áp lực dư luận mà vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh ngày càng thận trọng hơn trong chính cuộc hôn nhân của họ. Hiện tại thông tin cả hai ly hôn vẫn chưa được xác thực mà chỉ đồn đoán của cư dân mạng.